Ba, ba, ba bị sao vậy ba? Ba, Thư Ký gọi cấp cứu nhanh lên! Ba ơi ba, ba ơi ba, ba! Giải quyết cái công việc kia đó thì tôi phải làm sao? Trong khi đó là điều khoản ghi sẵn trên hợp đồng rồi. Làm bằng cái kiểu gì vậy? Thêm một con dao nữa là tụi này nó sẽ trở thành cái bọn cướp ngài mà. Dạ em chào anh. Giám đốc có trong phòng không? Dạ có, nhưng mà em không biết giám đốc có ngủ hay không mà em nghe em lặng lắm. À, thôi được rồi, làm việc tiếp đi. Ba ơi. Ủa, ba đâu rồi ta? Âm thanh nghe quen quá, mọi người đâu rồi? Ba. Ba ơi. Ba. 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 Ba bị sao vậy ba? Ba. Thư Ký gọi cấp cứu nhanh lên. Ba ơi ba. Ba ơi ba. Ba. Sao rồi em? Ba có sao không vậy? Dạ huyết áp trở lại bình thường rồi. Chỉ cần ba nghỉ ngơi vài bữa là khỏe lại à. Đó, thấy không? Tôi nói không. Tôi nói là ba không có sao hết mà tôi nhập viện cái gì đấy. Ba đó, còn nói nữa. Nếu mà chồng con không phát hiện là nguy hiểm rồi. Con đã nói rồi mà, lớn tuổi rồi phải biết giữ gìn một chút. Đụng cái là tức giận à. Tụi nó cứ làm vậy à, thử hỏi sao ba không nóng. Ba nhớ uống thuốc đúng giờ nha ba. À, lần này cũng may, nhờ có anh rể phát hiện kịp thời. Có gì đâu em, lúc đó anh cũng định đi ra rồi đó. Mà cũng may, tự nhiên cái nghe tiếng ba thả bơm một cái chí. Anh nghe mới quay trở lại mới phát hiện á. Cái thằng. Ủa, cô Liễu. Ông Tài. Ủa bà Liễu, bà tới đó hả? Nè, ông bị làm sao vậy hả? Ông đã đỡ chưa? Có chuyện gì vậy hả? Dạ anh Ngọc. À anh ký quyết toán giùm em. Ừ. À, chẳng sao. Anh Ngọc. Ừ? À, chú Tài à, không có sao đúng không anh? Ba tôi không sao, cảm ơn anh. Xong rồi nè. À, nhưng anh Ngọc nè. Ừ? À, sau khi xuất viện thì chú Tài à, quay trở lại làm việc tiếp tục đúng không anh? Tất nhiên rồi, sao lại hỏi vậy? À, dạ tại vì à, em thấy chú Tài lớn tuổi rồi. Mọi người cũng đều nghĩ là sau cái chuyện này thì chú Tài sẽ chính thức nghỉ hưu chứ. Nếu vậy rồi công ty sẽ ra sao? Thì còn có anh mà, lo gì? Anh còn lại tính của ba tôi nữa. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ công ty một mình ba tôi quyết hết. Anh không nhớ hả? Nhưng mà không thể nào để công ty cứ như vậy hoài được. Cần phải có sự thay đổi. Dạ thôi, em xin phép, em đi. Surprise! Anh Kim sao anh chưa về nữa? Tôi biết là anh rất đói bụng, cho nên có mua đồ ăn cho anh ăn nè anh Ngọc. Ăn đi. Ăn thêm cái cánh gà đi anh Ngọc. Thôi tôi no rồi, tôi không ăn nữa đâu. No rồi cũng phải ăn. Tại vì anh muốn thăng tiến là anh phải ăn nhiều cánh gà. Giống như là hổ mọc thêm cánh gì đó. Hổ gì đây, anh sai rồi phải không? Không sai, tôi không sai. À, anh ăn cánh gà. Còn tôi sẽ ăn cái ức gà. Để giống như là từ nay trở đi tôi sẽ phò tá anh tận trái tim này. Đó, cái ức nè. À, đúng không, giám đốc? Ừ, anh Kim ơi, thôi anh sai rồi, anh đừng uống nữa. Tôi không có sai nha. Những điều mà tôi nói là hoàn toàn hợp lý á. Thì cũng có cái đúng.
Nhưng mà ba tôi không tin tưởng ở tôi. Chú Tài kỳ thiệt. Chú Tài là giám đốc mà hả? Chú Tài lúc nào cũng nổi giận, lúc nào cũng nói là đi ra ngoài, đi ra ngoài. Hỏi nhân viên người nào mà không khớp chứ. Tôi tin vào năng lực của anh thôi nha anh Ngọc. Giám đốc Ngọc. Anh Ngọc. Ê, ủa sao vậy? Chút xíu nữa tôi nhai cái tay tôi luôn. Trời ơi, phải cẩn thận chứ anh trai. Anh trai. Ừ. Dạ chào giám đốc. Sao tự nhiên kêu tôi giám đốc? Dạ thì trước sau anh cũng lên làm giám đốc à, kêu từ từ cho nó quen. Thôi anh đừng có kêu tôi là giám đốc nữa nha. Vậy thôi. Anh nói sao nghe vậy anh ơi? Em tính trình bày sơ qua nội dung buổi họp sắp tới á. Thôi khỏi cần đi, tôi tin tưởng anh mà, anh cứ làm sao theo ý anh là được rồi. Dạ ok anh trai giám đốc. Tôi đã nói rồi, kêu gì cũng được mà đừng có kêu là giám đốc. Dạ ok anh trai. Dạ anh đi làm việc tiếp. Dạ. Giống giám đốc đúng. Tôi đã phấn đấu rất nhiều vì nghĩ rằng sau này anh sẽ là một giám đốc tài ba. Còn ba của anh á, dù có cố gắng cách mấy thì cũng làm 1 hay 2 năm nữa thôi hả? Giám đốc Ngọc xin nghe đây ạ. Gì vậy? Dạ ghế bỏ lâu quá, bụi còn lao bụi. Mọi chuyện công ty ổn hết chứ hả? Ủa ba, sao ba xuất viện sớm quá vậy? Thì nằm ở đó mấy ngày rồi. Bữa nay công ty có tiệc phải không? Dạ đúng rồi, bà định tham dự hả? Thì công ty phải có ba rồi. Có con là được rồi. Ủa có con thì sao con? Đi ra. Đi ra. Đi ra. Ôi. Dạ con chào chú. Chào mọi người. Không hết mọi người, ngồi tự nhiên. Bữa nay sức khỏe tôi hơi yếu cho nên không có uống được ha. Các bạn trẻ mình cứ ăn uống thoải mái nha. Phải nói là trong năm qua đó, các bạn trẻ mình làm việc rất tốt, rất là có năng suất, cứ thế mà phát huy. Dạ, dạ. Con cái này chắc làm việc với một giám đốc mà nóng tính như tôi, với lại một phó giám đốc mà ngốc nghếch như anh Ngọc chắc vất vả lắm ha. Dạ không sao, dạ, đâu, không chú. Sao đâu chú. Chú nói gì vậy chú Tài? Chú nói chú nóng tính thì được, tự nhiên chú nói anh Ngọc ở đây ngốc nghếch là sao hả? Hả? Ủa vậy là sao? Sao vậy? Chú không thấy chú quá đen hả chú Tài? Thôi đi Khiêm. Cậu Khiêm à, cậu sai lắm rồi đó. Cái gì mà sai? Con nói thiệt với chú nha. Ấy anh Ngọc hiền. Anh Ngọc là con rể của chú cho nên chú mới nói như vậy. Gặp người khác đi. Người khác chú mà nói như vậy người ta quất chú liền. Cậu đủ rồi anh Khiêm. Thôi đủ rồi mà. Thầy á, cái thầy kêu là đúng là rượu sao lời ra. Anh sai lắm rồi anh Khiêm ơi. Hôm nay á, tôi tới đây là chỉ có một yêu cầu thôi. Rồi rồi, quá đáng mà yêu cầu cái gì. Uống anh Ngọc em mời anh Ngọc. Dạ Khiêm. Em à. Cậu Khiêm, tôi thấy đủ rồi đó. Ngọc, mời giám đốc Ngọc vào. Vào. Khiêm mày nói cái gì vậy? Con đâu biết gì đâu. Thôi đừng uống nữa, ngồi đi. Thôi đủ rồi đó. Im lặng giùm tôi cái. Các bạn trẻ, yêu cầu của tôi á là trong năm nay mình phải nỗ lực phấn đấu, phải vượt hơn năm ngoái. Đồng ý không? Cô nói với bên khách hàng đó là phải thanh toán nợ tháng giêng cho ba, nghe chưa? Dạ con biết rồi ba.
Nào khoan. Dạ. Còn chuyện của trưởng phòng Khiêm đó. Chuyện gì ba? Cho nó nghỉ đi. Sao vậy ba? Ôi, bữa đó anh ấy uống sai quá cho nên mới vậy thôi mà. Sai hả? Ba cũng nghe nói nhiều về trưởng phòng Khiêm lắm. Ba hay khen nó cho nên nó lộng hành nó mới như vậy đó. Cho nó nghỉ. Nhưng mà... Sao vậy? Con có biết là nó đang dòm ngó cái chức phó giám đốc của con không? Cho nó nghỉ. Ba, nhưng mà... Không có nhân nghĩ gì hết. Không cho nó nghỉ được hả? Phải cho nghỉ, vậy thôi. Ba, dù gì anh ấy cũng làm ở công ty mình 20 năm rồi, bây giờ... 20 năm thì sao? Vậy mới bây giờ à? Thôi con nghỉ đi. Hả? Thì cho cái chức của con cho nó. Chịu không? Vậy thôi để anh nghỉ đi. Vậy đi. Dạ, thôi con đi. Khoan. Hôm qua anh trai có sao không? Tôi nhớ hình như là anh trai uống hơi nhiều á. Tôi không sao. Cảm ơn anh. Mà anh trai kêu tôi lại đây có chuyện gì không anh trai? Có chuyện này tôi muốn nói với anh. Ồ, chuyện gì anh trai cứ nói đi. Anh uống một ly nữa nha. Rồi, uống. Rượu ngon. Hình như anh có một đứa con gái đúng không? Hả? Có chứ. Nè. Cho anh trai coi hình nó nè. Dễ thương lắm. Cháu nó cá tính quá. Nhưng mà nó... Cháu nó đang ở Mỹ. Vậy hả? Cháu đi lâu chưa anh? Được 3 năm rồi. Cũng hơi buồn. Nhưng mà tại cháu thích học vĩ cầm quá cho nên vào bển học. Cũng may là cháu cũng có năng khiếu giống như mẹ của cháu vậy. Vậy hả? Mà chuyện gì mà anh trai cứ ấp úng hoài vậy? Anh trai nói đi. Anh uống thêm một ly nữa nha. Trời, cảm ơn. Trước sức khỏe anh trai. Anh Khiêm à, tôi xin lỗi anh. Nếu đối diện với anh, tôi không thể nào nói ra được. Anh Khiêm, anh Khiêm, anh chính thức bị đuổi việc. Ngày mai khi anh thức dậy, anh biết mình bị đuổi việc, chắc là anh sẽ buồn lắm đúng không anh Khiêm? Cát Uyên à, ba nhớ con nhiều lắm. Ráng học nhanh nhanh rồi về với ba nha Cát Uyên. Anh đã công hiến cho công ty gần 20 năm nay. Những lúc tôi gặp khó khăn, anh luôn bên cạnh động viên an ủi tôi. Vậy mà bây giờ anh gặp nạn, tôi lại không giúp được gì cho anh. Tôi đúng là đồ rác rưởi mà phải không anh Khiêm? Oh.